nguyện sao bắt đầu hãy phù hộ cha tôi. Tôi không muốn ông ấy vì bệnh khổ bức bách mà phải lìa đời. Quả như nếu cần một người để chết thế, tôi xin nguyện chết thay. Tôi xin dùng tánh mạng này để mong cha được khỏe mạnh. Vào thời Nam Bắc Triều, Nam Tề có một người con chí hiếu tên là Kiềm Lâu. Ông được bổ nhiệm làm tri phủ đại nhân và tới huyện Nha nhậm chức. Vừa mới được 10 hôm thì bỗng nhiên thấy trong lòng đau nhói, tâm thần bàng hoàng. Ông có linh cảm như là ở nhà của cha mẹ ắt có việc gì xảy ra, nên liền xin từ chức hồi gia trở về. Về đến nhà thì mới hay cha già đã bị đau nặng 2 ngày rồi. Kiềm Lâu nghe thầy thuốc nói là muốn biết bệnh nặng hay nhẹ thì chỉ cần nếm phân của bệnh nhân, nếu như đắng thì dở trị. Ông không ngần ngại liền nếm thử phân của cha mình thì thấy có vị ngọt, lòng lo lắng vô cùng, đứng ngồi không yên. Mỗi khi đêm đến, ông hướng về sao Bắc Đẩu là ngôi sao trường thọ mà khấn nguyện xin chết thay. Sau ông nằm mơ thấy có người cầm một thẻ vàng có mấy chữ sắc trời ban bình an. Quả nhiên ngày hôm sau cha ông được lành bệnh. Có kệ khen rằng: đáo huyện vị tuần nhật, xuân đình tao tật thâm, nguyện tương thân đại tử, bắt vọng khởi ưu tâm. Đến huyện chỉ 10 ngày, cha nhà gặp bệnh đau, thân này nguyện chết thay, hướng bắc lòng lo âu. Nhũ cô Bắc Đại luôn cho mẹ chồng bú sữa, always breastfeeding her mother-in-law. Đường thị dâu hiền mẹ ngợi ca, di thư khấn nguyện cháu dâu nhà, noi theo gương hiếu lâu truyền mãi, sữa trẻ nuôi già trắng thịt da. Tuổi hạc tăng cao công thục đức, lâm chung còn nhớ chẳng phôi pha. Phước nhà có được con dâu thảo, hưng thịnh gia phong lắm đậm đà. Con xin thỉnh an mẹ. Nam Nhi xin thỉnh an nội. Con thấy mẹ dạo này ốm hơn nhiều, chẳng hay thân thể mẹ có sao không? Ta không có bệnh gì, chỉ là cũng đã già rồi, răng đều rụng hết, nên khi ăn cơm có đôi phần khó khăn. Lão già, tinh thần mẹ như không được tốt lắm. Mẹ ta luôn luôn khỏe mạnh, sao tinh thần lại không tốt chứ? Hay, mẹ tuổi đã lớn, răng cũng rụng hết, vì thế nên khi ăn cơm rất vất vả. Vậy làm sao mà được chứ? Mẹ ơi, răng của nội sao rụng hết vậy? Vì nội con tuổi đã lớn rồi, nên vì thế răng không còn nữa. Răng rụng à? Thế là không thể ăn đồ rồi. Đúng vậy, cho nên nội mới không được vui trong lòng. Vậy làm sao mà được? Ê, đúng rồi, lúc con còn nhỏ mới sanh cũng đâu có răng, con chỉ uống sữa của mẹ thôi. Nếu nội cứ uống sữa của mẹ thì được rồi. Nam Nhi, không được nói bậy. Lão gia, Nam Nhi nói cũng không phải không có lý. Hiện tại mẹ không còn răng nữa nên ăn uống rất cực khổ. Đúng lúc em cũng còn có sữa, sao không để em phụng dưỡng mẹ chứ? Phu nhân, Vậy làm sao mà được? Lão gia, chim sẻ con còn biết báo ân và trở về mớm mồi cho chim mẹ già. Chúng ta lại có thể nào mà mở to đôi mắt nhìn mẹ phải chịu đói chứ? Phu nhân có lòng hiếu hạnh như thế, xin hãy nhận tướng công đây một lạy. Lão gia không cần quá đa lễ, đây là bổn phận làm dâu của em và việc chúng ta hiếu kính mẹ là điều thiên kinh địa nghĩa mà.
Mẹ, tới giờ ăn rồi. Con dâu, đây là... Mẹ, đây là... Đây là sữa của con. À, thật, thật không được, thật không được đâu. Mẹ, xin tha lỗi cho con bất hiếu. Mẹ răng không còn nữa, ăn uống lại khó khăn, mỗi ngày đều phải chịu đói. Con nhìn thấy rất đau lòng. Lúc xưa mẹ một tay chăm bề lo lắng chúng con. Hiện tại, mẹ tuổi đã quá hà, cũng nên để chúng con hiếu kính lại. Xin mẹ đừng từ chối. Tốt, tốt, hãy lại đây. Con thật là có hiếu. Ta thật là tu nhiều kiếp mới có được phước báo này. Một năm sau, ta rất vui mừng có được một đứa cháu ngoan, lại được một nàng dâu hết mực hiếu thảo. Ta nguyện về sau các con đều cũng có được các con dâu biết hiếu thảo như vậy. Nam Nhi, lúc trưởng thành nhớ phải có hiếu với mẹ con đó. Dạ nội yên tâm, Nam Nhi nhớ rồi. Nhiều năm về sau, con xin thỉnh an mẹ, sức khỏe của mẹ gần đây có tốt không? Tốt, tốt. Nam Nhi, mẹ có được một đứa con ngoan như thế, thân tâm mẹ dĩ nhiên là được kiện khang rồi. Con nhớ lại năm xưa, mẹ từng đối với nội một mực tận hiếu, làm cho Tôn Nhi đến giờ vẫn khắc ghi trong lòng. Tôn Nhi cũng nhất định hiếu thảo với mẹ, như vậy con cháu đời sau ai ai cũng đều có hiếu cả. Nếu tự mình hiếu kính cha mẹ thì sẽ làm mô phạm cho các con cháu đời sau. Mỗi người ví như một tấm gương sống. Nếu biết hiếu trên nhường dưới, trên hòa dưới thuận thì hậu nhân tự nhiên sẽ lấy đó làm gương. Và trong tương lai, không một ai là không biết hiếu để cả. Vào đời nhà Đường, nhà họ Thôi có con dâu là Đường Thị, ở với mẹ chồng rất có hiếu. Mẹ chồng vì tuổi hạc đã cao nên rụng hết răng, và ngay cả cơm rất mềm cũng không nhai được. Đường phu nhân hằng ngày chải tóc, tắm rửa sạch sẽ và cho mẹ chồng bú sữa của mình. Nhờ đó mà mẹ chồng không ăn gì mà vẫn được no. Đỡ cảm ơn nàng dâu hiếu để, lúc sắp chết bà gọi tất cả con cháu lại và nói: bao nhiêu năm tháng qua, ta đã được tận tình chăm sóc bởi đứa con dâu này. Ta không biết lấy gì để đền đáp được lòng hiếu thảo ấy. Ta khấn nguyện trời cao cho con cháu dâu nhà họ Thôi ngày sau ai ai cũng đều hiếu thảo như Đường Thị vậy. Quả nhiên về sau, tất cả các con cháu dâu của nhà họ Thôi đều bắt chước nhau và ai cũng đều hiếu thuận. Có kệ khen rằng: hiếu kính Thôi gia phụ, nhũ cô thần quán sơ, thử ân vô dĩ báo, nguyện đắc tử Tôn Như. Hiếu kính dâu họ Thôi, sớm hôm hầu mẹ bứ, ân này không gì báo, nguyện con cháu như dâu. Khí quan tàm mẫu, từ quan tiền mẹ, resigning official position to search for his mother. Hiếu tử trời cao.